còn Dung sẽ lo việc bán cá. Còn Độ, theo anh Thừa, anh Khánh lên gặp cậu Từ. Cậu Từ sẽ xin với thái úy Nguyễn Trinh lại cho các con được xung vào đội quân của triều đình. Nếu trời phù hộ thì đây sẽ là cơ hội cho họ Trần ta đổi đời. Lên Thăng Long để phò người khác thì thả đánh cá ở Hải ấp còn sướng hơn. Hỗn hào, ở Hải ấp có nói bậy bạ thế có thể không kể. Lên Thăng Long, nói như thế là cả nhà mất đầu đấy. Nếu không muốn hưởng vinh hoa như Mợ Từ thì lần sau đừng đòi lên Thăng Long nữa. Về quê mà bán cá lấy chồng. Giết những kẻ đã hết sức kháng cự. Đi, đi. Lên Thăng Long mệt hơn ở Hải ấp chưa? Kiếm miếng ăn ở đâu cũng mệt như nhau cả. Nhưng mà thưa bác, ta nên vứt hết khí giới rồi xóa dấu vết. Nhưng chúng lại cướp nữa thì sao? Nó ăn cướp, ta giữ mình, tại sao lại phải vứt hết binh khí? Chính chúng cũng đem binh khí tấn công mình mà. Ở Thăng Long quả chữ binh khí sẽ bị kết tội mưu phản nghịch. Vứt hết xuống sông. Ở kinh thành luật rất khắt khe, những người ở nơi khác đến
như chúng ta đều bị xử ức. Thế mà ai cũng háo hức lên Thăng Long. Ném hết đi. Ném. Chào tướng quân. Tôi cược với các ông là hôm nay hoàng thượng lại không tiếp triều. Tôi lại cược với các ông, nước nhà đang có bao nhiêu chuyện khẩn cấp, nhất định hoàng thượng sẽ tiếp triều. Tôi cũng đánh cược với các ông, hôm nay hoàng thượng lại sẽ tiếp triều. Bởi cứ hễ như hôm nào Đỗ Xuân Ấu về dâu ấy là hoàng thượng lại sẽ thiết chiếu. Tô Trung Từ, Đỗ Xuân Ấu, Đỗ Kính Chu, nếu không được thái tử Sảm nâng đỡ thì chẳng là cái gì trong triều này. Xin đại nhân nói khẽ cho. Tướng quân Đỗ Bảo Dương muốn bênh bấy người đấy à? Nhưng đoàn thượng này sợ gì ai mà phải nói khẽ nào? Hôm nay hoàng thượng không thiết triều, cho vời riêng các quan Tô Trung Tử, Đỗ Xuân Hấu, Đỗ Kính Chu. Đội ơn hoàng thượng. Phạm Bình Di, phiền quan thái giám tổng quản vào tâu với hoàng thượng rằng mẹ ta là vú nuôi của người đấy, thế mà không được tin tưởng thì khi triều đình có biến đừng gọi đến đoàn thượng này nữa. Hỗn dược, ngươi định dọa ai? Kẻ nào dám gây hấn? Cấm vệ quân đâu? Dạ. Thái giám tổng quản. Cứ đợi nhé. Vâng. Xin tướng quân dừng lại. Thái Bảo đại nhân, ngài nên nhớ rằng trong triều đình này cấm vệ quân là thuộc quyền trong tay quan thái giám tổng quản. Đến thái úy đây còn không có ý kiến gì thì ngài nên nhớ vị trí của mình. Xin đại nhân đừng chọc giận ông ta. Ai chổi lông gà đi. Nào, chổi nhỏ một tí nào. Chú mua hàng cho cháu ạ. Ấy, từ từ, đừng tranh nhau, tranh nhau khổ quá. Sinh ra chẳng giàu ai, sao hơn thằng cuối ngồi ngay bề giàu. Chẳng sinh ra chẳng giàu ai, sao hơn thằng cuối ngồi ngay bề giàu. Sảm sinh ra chẳng giàu. Cha, Sảm là gã nào hả cha? Bất động đấy, lũ trẻ ăn bệnh. Sảm là thái tử đấy. Ông Lý, ông Lý.
đấy, 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 rồi được rồi, tôi lấy nửa thuyền đấy. Được rồi, đây 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 đấy, các bạn cứ xem đi đấy, đây đây đứa này, cẩn thận đấy, cẩn thận bên nó lên. Gái Thăng Long đẹp hơn gái Hải Ấp. Ừ. Thảo nào, anh suốt ngày thích lên đây để làm quan. Chẳng làm quan, em cũng thích lên đây. Có chút kiệu, tao cũng chả thèm đi. Này, tất cả vào đây. Ấy, từ từ thôi. Các bạn cứ mang đi, cá tươi Hải Ấp nổi tiếng đấy. Bé cẩn thận đấy chị nhá. Chuyện mua bán các bạn cứ nói với con gái tôi. Nhớ nhá, gửi con ngừ. Đây đây đây, đằng này chị ơi, cá mới lên đây này. Thái giám tổng quản, vật giấu trong tay ông nhất thiết phải trình qua đàm hoàng hậu. Cấm vệ quân. Dạ. Chúng bay lui hết ra, ta đang có chuyện riêng. Trong cấm cung, cấm quân trực tiếp nghe lệnh của hoàng thượng. Ta thay mặt hoàng thượng truyền lệnh, sẽ chém đầu bất cứ một kẻ nào dám cướp sớ trình lên hoàng thượng. Hoàng hậu giá lâm. Hoàng hậu thiên thiên tuế. Hoàng hậu thiên thiên tuế. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Nào, hãy đưa sớ cho ta. Dạ bẩm, dạ. Nếu tự tay ta chuyển sớ này cho hoàng thượng, liệu có phạm tội gì không? Bẩm hoàng hậu, Đỗ Bảo Dương dám vu cáo thần tham nhũng. Thể có trời Phật, thần chỉ làm theo chỉ dụ của hoàng hậu, tuyệt nhiên không dám tơ hà một cắc nào của công khố cũng như của dân chúng. Họ Đỗ vẫn muốn gạt họ Đàm ta ra khỏi triều đình, các khanh chịu khoanh tay đứng nhìn sao? Đỗ Bảo Dương, Đỗ Bảo Dương. Thịt tươi kính mời, kính mời, rượu ngon thịt tươi kính mời. Nhanh, rút ra. Cái gì đấy? Nhanh, cái gì đấy? Nhanh, nhanh, cái gì đấy? Bắt tên kia. Đi. Sao các người lại vô cớ bắt ta? Lệnh của ai? Ra đi. Nhưng ta là mệnh quan của triều đình. Mệnh quan cũng bắt, đưa đi. Tội gì đây? Tham tấu. Hoàng thượng vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên thiên, thiên tuế, thái tử thiên thiên tuế. Ta miễn lễ, các khanh hãy bình thân. Đội ơn hoàng thượng. Một số các quan đại thần nặng lòng với tiên đế, gây rối triều đình. Mỗi lần thiết triều cứ như họp chợ. Chính vì thế, từ nay những việc quan trọng, ta chỉ bàn bạc với những quan đại thần đáng tin cậy mà thôi. Đội ơn hoàng thượng. Việc khẩn trương tìm kiếm người tài về Thăng Long giúp triều đình, các người làm đến đâu rồi? Muôn tâu hoàng thượng, hạ thần đã về quê, tuyển chọn được 9 người. Trong đó có 2 tướng trẻ, tài trí hơn người. Đó là Đỗ Huy Tín và Đỗ Huy Trọng. Một mình Thái Hậu ta đã quá mệt mỏi rồi. Từ nay các ngươi tìm kiếm nhân tài ở đâu cũng được. Nhưng ở quê Thái Hậu thì thôi đi. Thế còn ngươi? Thế nào? Muôn tâu. Ở Hải Ấp Tức Mạc, có gia đình nhà Trần Lý, nổi tiếng khắp vùng. Có 2 người con và 1 người cháu là Trần Thừa, Trần Tự Khánh và Trần Thủ Độ. Đều là những nhân tài. Có phải Trần Lý, dân thuyền trai,
thỉnh thoảng vẫn đưa cá về Thăng Long, là anh rể của đại nhân. Dạ phải. Hoàng thượng anh minh, nhưng rõ ràng những người thừa hành nhân cơ hội này lại đưa họ hàng của mình vào cung đấy ạ. Tâu hoàng thượng, triều đình nhà Lý chưa cần phải triệu tập những loại người bất hảo, bọn thuyền trại, bọn buôn cá làm uế ố hoàng cung. Muôn tâu phụ hoàng, theo như thần được biết, gia đình Trần Lý là người trung quân chính trực ạ. Trần Lý mà được vào trong cung làm quan trong triều thì sẽ biến Thăng Long này trở thành một ổ thuyền trại. Bẩm hoàng thượng, hạ thần vừa được tin Trần Lý đưa thuyền cá lên Thăng Long cùng với đám dân trại ở Hải Ấp giết người cướp của ở bến sông Cái. Muôn tâu hoàng thượng, không thể có chuyện đó được ạ. Thưa phụ hoàng, nhi thần cũng không tin điều đó ạ. Các người làm ta nhức đầu quá. Thôi được rồi, từ nay việc chọn người tài, các ngươi muốn chọn ở đâu cũng được, nhưng tuyệt đối không được chọn những người họ hàng thân thích làng mạc, nhớ chưa? Quan thái úy, hãy cho người đi xem xét. Nếu nhà Trần Lý giết người cướp của thật thì phải nghiêm trị ngay. Hạ thần tuân chỉ. Rồi tiền đủ rồi đấy. Bên này, bên này. Lý, bắt trói tất cả bọn này lại cho ta. Bẩm đại quan, chúng tôi mắc tội gì? Có người nói các ngươi vừa cướp của giết người trên sông. Khám chưa? Nghĩ xem có thấy hung khí không? Vâng. Dạ, chỉ toàn cá khô thôi ạ. Đi. Bẩm, trên thuyền không có hung khí. Không có cũng tống hết chúng nó vào nhà ngục. Đi. Nhanh lên. Đi. Em tìm cách báo cho cậu tử đi. Đi ngay đi. Đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Nào là Trần Lý ở Hải Ấp, dám vuốt râu hụt quần Long Hội ở Thăng Long. Xin kính chào quan lớn. Tao không nhận kính chào của mày. Tao vô tội. Đã vào đây không ai là vô tội. Thì ta là người liêm chính. Với bản quan, liêm chính cũng là có tội. Cho nó vào ngục. Đi vào. Liêm chính mà cũng là tội. Thế
thì các quan trước sau cũng vào đây hết. Thằng nào vừa nói làm nhảm? Thằng nào? Mở cửa. Thằng nào vừa nói? Thằng nào? Chính đại quan vừa nói. À, thằng này mày rắn mặt nhất. Lôi nó ra ngoài, đánh trước rồi nói chuyện sau. Thằng này, ra đây. Đây. Đỗ. Dân Hải Ấp chúng mày chịu đòn giỏi đấy. Khánh, Khánh, luật ở đây, bất cứ tội nặng nhẹ, đúng tội hay là oan sai, mỗi đứa chúng mày phải chịu 50 gậy. Mày. Thưa quan lớn, chúng tôi có 12 người, xin biếu các quan 12 lượng. Không được, ta nghe nói bọn Trần Lý các ngươi ở Hải Ấp giàu lắm, riêng ngươi gấp đôi, còn thằng kia phải gấp 3 vì nó dám xúc phạm ta. Chúng tôi xin nộp đủ 15 lượng. Được, ta khen ngươi biết điều đấy, nhưng các ngươi dám đụng vào người nhà của thái úy, ta không dám qua mặt. Dám thằng kia vào ngục. Còn ngươi có oan không? Oan. Oan này. Đấy, cậu ở trong kia cô ạ. Đi chị Mai ạ. Tô Vĩ, vậy có cách nào khác để gặp cậu tôi không? Không ạ. Dạ. Tiểu thư có việc cần ạ. Sao không biết? Tôi ở đây đã nhiều năm, khách đến chỉ nhìn là biết ngay. Tôi cần gặp cậu tôi, là quan ở trong triều. Ông giúp được không? Chư hoàng thượng và hoàng hậu, tiểu thư muốn gặp ai trong cung đều được. Chức quan càng lớn, tiền công càng nhiều. Sao? Gặp người ở trong cung mà cũng mất tiền á? Tôi dân buôn bán, nên lòng tốt cũng phải tính đặt tiền. Tôi muốn gặp ông Tô Trung Từ. Quan lớn Tô Trung Từ là tâm phúc của thái tử. Xin tiểu thư 1 lạng bạc. Cái gì? 1 lạng bạc? Ông tưởng cánh cửa hoàng cung giáp bằng vàng hay sao mà đắt thế? Thôi được, bạc đây. Ông ra rồi. Tôi cũng là dân buôn bán, ông chưa giúp được việc cho tôi thì tôi sẽ lấy lại tiền. Cậu ơi, cậu. Thăng Long là nơi đài các, cô không được phép to tiếng như vậy. Kệ ta, ta không phải là người kinh kỳ. Đồ gánh quê. Cậu. Ông ạ. Sao cháu dám đến đây? Chuyện cha cháu cướp của giết người có không? Không, thuyền nhà cháu vừa cập bến thì có một bọn tự xưng là quần Long Hội nhảy lên cướp hết cả cá. Lẽ ra quan quân phải trừng trị chúng thì lại bắt cả nhà cháu vào ngục rồi. Đây là Trần Thị Dung, con gái của Trần Lý. Còn đây là các quan đồng triều thân thiết của cậu. Dạ, cháu chào các quan ạ. Quần Long Hội là giang hồ khét tiếng cả Thăng Long. Thái úy Nguyễn Chính Lại vẫn nương nhẹ bọn chúng, chủ tâm dùng bọn chúng
mượn tay bọn này để đối phó với quân Quách Bốc ở Bắc Giang. Đụng đến chúng là gay rồi. Các ông này, đụng tới Nguyễn Trinh lại thì để tôi và ông Kính Chu lo cho. Vậy chăm sự nhờ hai ông. Tôi đưa cháu tôi về nhà chờ tin. Đi thôi. Ta đi. Còn nhớ phải sớm cảnh giác với nhóm người đó. Giữa lúc triều đình ủy thác họ để tiến cử người tài ra giúp nước, thì họ lại lợi dụng cơ hội đó để đưa họ hàng của họ vào trong cung. Những người như thế liệu có tin được không? Nhiều năm qua triều đình luôn sống trong cảnh bè nọ cánh kia. Đấy là do mọi người đua nhau đưa người đồng hương cùng họ vào trong cung. Thưa phụ hoàng và mẫu hậu, nếu người không tin ai ngoài họ Đàm của mẫu hậu thì triều đình có còn phải của nhà Lý nữa hay không? Nghịch tử, còn dám nói với ta như vậy ư? Liệu có đáng làm vua nước Đại Việt sau này nữa hay không? Do không thích làm vua nên con đã từ chối ngôi thái tử. Nay phụ hoàng và mẫu hậu cứ bắt con làm thì con có quyền dùng người con tin cậy. Im ngay! Con làm ta đau đầu quá. Thôi, con về đi. Đội ơn phụ hoàng, đội ơn mẫu hậu. Hoàng thượng đã thấy hối hận khi đưa nó lên làm thái tử chưa? Ta nhức đầu quá. Ta nhức đầu quá. Tâu hoàng thượng, thái tử trở nên trái tính trái nết là do bọn tâm phúc Tô Trung Từ. Loại hết bọn này, thái tử ắt sẽ phải vào lề vào lối ạ. Tâu hoàng thượng, kế sách của quan Thái Bảo quả là rất hay ạ. Các ngươi muốn làm thế nào thì làm, đừng để ta mang tiếng và thái tử chạnh lòng. Nó đã không ham hố việc triều chính thì đừng quá tay, nó dễ bị tổn thương. Bảy tôi xin làm theo ý chỉ của hoàng thượng. Xin phép hoàng thượng. Dạ. Ông phải gặp ngay đoàn thượng. Ừ. Hoàng thượng coi ta không bằng Tô Trung Từ, Đỗ Xuân Ấu, Đỗ Kinh Chu thì ta nhịn làm sao được. Thưa đại vương, có quan thái úy đến. Chắc là Nguyễn thái úy đến bắt ta đây. Các người làm chứng nhá. Chính hoàng thượng đẩy ta vào chỗ làm phản chứ không phải tự ta. Ta sẽ chặt đầu chính lại rồi khởi binh. Tuân lệnh. Bẩm tướng quân, xin trao vũ khí lại. Xin chào đại nhân. Nếu ông theo lệnh triều đình đến đây bắt ta thì ông sẽ bỏ xác đấy. Ấy, thưa đại nhân, chuyện sáng nay hoàng thượng chỉ cười và nói ta dùng mẹ đoàn thượng làm nhũ mẫu cho con ta. Đoàn thượng sao đem lòng khác được. Thế ông đến đây làm gì? Thưa đại nhân, hoàng thượng muốn ông làm một việc, chặt bớt phẻ cánh của Tô Trung Từ. Chứ không phải hoàng thượng tin Tô Trung Từ hơn ta. Dạ bẩm, có quan lớn Đỗ Kính Chu và quan thái sử Đỗ Xuân Âu đến. Dạ, xin kính chào các quan ạ. Xin hai quan lớn tha lỗi vì không kịp tiếp đón ạ. Ông Trần Lý và người nhà bị giam ở đâu? Dạ thưa, bọn chúng đây ạ. Có nạn nhân tang chứng gì không? Dạ bẩm, bọn chúng giết hết cả rồi thì lấy đâu ra người làm chứng ạ? Tiểu nhân bắt chúng vì có người nghi ngờ tố cáo ạ. Bắt người không tang chứng, người có biết đó cũng là tội không?
Dạ, xin đại quan tha tội. Thả ngay họ ra. Mở cửa. Dạ. Tôi xin đội ơn hai quan thượng. Chúng tôi chỉ thừa lệnh hoàng thượng thực thi luật vua, không để người dân bị oan sai. Dạ. Trời, không có bằng chứng mà đã đánh người thế này à? Xin đại quan tha tội, tiểu nhân ngu muội ạ. Nhốt tên này vào, chờ lệnh ta. Tuân lệnh. Đại quan, tiểu nhân bị oan. Đại quan, tiểu nhân bị oan. Dạ thưa, buồng bên có một quan lớn vừa bị bắt oan ạ. Sáng nay tôi cùng với ông vừa mới thiết triều cơ mà. Đã có chuyện gì xảy ra với ông? Tôi tố cáo Đảng Dĩ Mông tội mọt nước hại dân. Không biết bản sớ đã trình lên hoàng thượng chưa? Chỉ biết ngay sau đó tôi đã bị người của thái úy chính lại bắt giam. Các ông không phải lo giải thoát cho tôi. Ra ngoài mà vẫn phải sống dưới thói lộc quyền của đám họ Đàm thì ra làm gì? Vậy thì hẹn sớm gặp lại ông khi bên ngoài hết thói lộc quyền. Kính chào hai đại nhân. Các ông nên lặng lặng trở về thuyền, rồi về ngay hải ấp. Đừng qua nhà Tô Trung Tử nữa, để tránh cho ông ấy bị dị nghị. Tôi hiểu. Đội ơn hai quan lớn. Đội ơn quan lớn. Có cần liên lạc với cậu Từ không cha? Con đến ngay nhà cậu Từ. Dạ. Báo để cậu an tâm và đón Dung về. Còn tất cả ra bến chuẩn bị thuyền nhổ neo ngay đêm nay. Dạ. Bác, để cháu với Trần Tị cùng tới nhà cậu Từ. Đi cả hai có chuyện gì dễ ứng biến hơn. Được, nhưng nhanh chóng ra bến ngay. Đi. Cậu Tư. À, mọi người ở đây cả rồi à? Chắc cậu đã biết mọi chuyện. Có lẽ tôi phải về hải ấp ngay đêm nay. Cha cháu cho thủ độ đến nhà cậu đón Dung rồi. Dung đang trên thuyền rồi. Dạ. Không sao, nếu không tìm thấy chúng nó sẽ ra thuyền ngay thôi mà. Dạ. Mời cậu. Dạ bẩm tướng quân, đây ạ. Tướng quân. Thế này là thế nào? Dạ, trình tướng quân, lúc chiều có hai đại quan Đỗ Kính Chu và Đỗ Xuân Ấu đến bắt bọn tiểu nhân, phải thả Trần Lý và tống giam ông này vào ngục ạ. Mở cửa thả ông ta ra. Dạ. Dạ, đội ơn tướng quân ạ. Các người có bắt nhà Trần Lý trái phép không? Dạ thưa tướng quân, quan lớn Đỗ Kính Chu có hỏi về bằng chứng, nhưng bọn tiểu nhân không có. Đàm Dĩ Mông, Nguyễn Chính Lại, các người muốn hại người mà không biết đường mà hại. Đi. Đội ơn tướng dạ, quân ạ. Đội ơn tướng quân ạ. Tướng quân xử bọn chúng đã xong chưa? Ông hãy về nói với Đàm Thái Bảo rằng Đỗ Kính Chu, Tô Trung Từ không phải là hạ người mà ông ấy muốn làm gì thì làm đâu. Thế là thế nào? Thưa thái úy, ông Đỗ Kính Chu đến nhà giam
và ra lệnh cho cai ngục thả nhà Trần Lý ra. Tướng quân, bây giờ tướng quân hãy ra ngay bến sông để kịp bắt giữ bọn Trần Lý. Chỉ hoàng thượng có quyền ra lệnh cho ta. Nếu thái úy cứ cản đường, đừng chết. May mà hai đại thần họ Đỗ đã đến ứng cứu kịp thời. Nếu để lâu, chuyện xấu rất có thể xảy ra. Vì đám cướp này là do quan thái úy bảo kê. Đúng là chúng tôi đã gặp may. Thế nếu không có con gái kịp thời đến báo cho cậu Từ thì sẽ ra sao hả cha? Cha biết công của con rồi. Vậy mà từ trước đến giờ chả có bao giờ tin con gái làm được việc gì đâu. Sao thủ độ mãi chả thấy lên thuyền nhỉ?